Giờ ta cũng cần phải có một cái nhìn tổng quát. Điều này mình đọc Thánh Kinh một mình là ít có lắm. Chỉ có đi học ở trong những khóa, những lớp thì mới được cung cấp cái nhìn tổng quát. Cho nên quan tâm một chút. Sách Giu-đi-tha được viết vào thế kỷ thứ 2 nhằm trả lời cho cuộc khủng hoảng đe dọa các tín hữu Do Thái ở Palestine. Chúng ta rất dễ lẫn lộn cái từ Palestine ở đây với từ Palestine mà ngày hôm nay ta đọc ở trên báo chí.
Ngày hôm nay các anh chị đọc cái từ Palestine ở trên báo chí, các anh chị có nghĩ rằng đó là người Do Thái không? Đâu có đâu. Đánh nhau với Do Thái kịch liệt mà. Phải nhớ rằng Palestine ở đây hay là Palestina đó là mảnh đất quê hương của Chúa Giêsu và người Do Thái nhé. Chứ không phải có ý nói về người Palestine ngày hôm nay. Dễ có sự lẫn lộn đó lắm. Năm 175 trước công nguyên, phải gạch cái con số 175 để mà nhớ cái thời điểm lịch sử. Ông vua Antiochus Epiphanes thứ tư đó, ông ấy chiếm đóng Syria và Palestina, tức là quê hương của Chúa Giêsu, của người Do Thái đó. Ông ta ép buộc người Do Thái không những phải chấp nhận văn hóa và phụng tự của Hy Lạp, mà còn phải bỏ những thực hành truyền thống của họ, như là gạch dưới cái từ này, cắt bì, và những luật lệ về chay tịnh. Cắt bì có quan trọng không? Anh ấy trả lời là coi như bỏ đạo, đúng không? Ta học sách ngũ thư rồi đó. Khi tổ phụ Abraham ký kết giao ước với Thiên Chúa thì dấu chỉ là cắt bì. Cho nên anh nói là không cắt bì nữa là coi như bỏ đạo, là anh có lý đấy. Đối với người Do Thái là điều hết sức quan trọng. Và ngay cả đến thời Tân Ước sau Chúa Giêsu, hôm nay lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, các anh chị có nhớ cái câu chuyện là khi Thánh Phaolô đi giảng đạo đó, thì ngài gặp một vấn đề là người ta đặt ra, thế người Do Thái người ta đã cắt bì rồi, bây giờ người ta tin vào Chúa Giêsu Kitô thì người ta chịu phép rửa. Bây giờ những người không phải Do Thái mà chưa có chịu cắt bì, bây giờ người ta tin vào Chúa Giêsu Kitô thì người ta chịu phép rửa, nhưng người ta có cần phải cắt bì không? Đấy, Thánh Phaolô trả lời là không. Hội thánh trả lời là không. Nhưng mà khi đặt câu hỏi như vậy thì chứng tỏ rằng việc cắt bì nó quan trọng như thế nào. Quan trọng như thế nào đối với người Do Thái. Cho nên gạch dưới cái từ đó để đọc lại mình quan tâm. Và từ kế tiếp đó là chay tịnh. Các anh chị đọc phúc âm thì thấy đối với những người Do Thái đạo đức, việc chay tịnh quan trọng như thế nào. Ta học sách tiên tri rồi, tôi đã nói với các anh chị rồi, mình ăn chay một năm chỉ có 2 lần, thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Còn người ta thì ăn chay mỗi tuần 2 lần. Và ăn chay của người ta là nhịn ăn và nhịn cả uống nữa, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Còn mình thì uống thoải mái, chỉ có kiêng ăn thôi. Vậy mà cũng còn quên. Cho nên đối với người ta chay tịnh là quan trọng lắm à. Rồi chúng ta xem tiếp đó, trong bối cảnh như vậy, cái bối cảnh mà người ta ép buộc dân Do Thái phải bỏ cả những thực hành truyền thống của họ đó, ta gọi là một cuộc bách hại tôn giáo đi. Thế thì ở đỉnh cao của cuộc bách hại đó là năm 167, có một nhân vật tên là Mattathias. Nhớ tên ông này, Mattathias. Ông ấy là một người Do Thái can đảm. Khi bị người ta ép buộc là phải dâng lễ tế trên bàn thờ thần ngoại, chứ không phải là bàn thờ kính Đức Chúa Giave, thì ông ta đã giết luôn sứ giả của nhà vua, rồi cùng với 5 đứa con chạy lên trên núi và bắt đầu một cuộc cách mạng, một phong trào chống đối mà chúng ta đọc sách thì nghe nói đó là phong trào chống đối của nhà Maccabee.
Sau này đến năm 164 đó, tức là sau 3 năm, nếu mà so với năm 167, sau 3 năm thì nhà Ma-ca-bê đã chiếm lại được đền thờ và thánh hiến lại. Và sau thời gian chiến tranh thì người Do Thái được hưởng một nền độc lập tương đối. Đấy, ta đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử như vậy thì mới thấy là cuốn sách mà tuần này mình đọc đây này, sách bà Juditha này, được viết vào trong thời kỳ chống đối của nhà Ma-ca-bê. Và cái câu chuyện của cuốn sách thì rất là hấp dẫn. Tôi chắc chắn là các anh chị đọc sách Juditha này thì thấy hấp dẫn hơn là đọc sách các tiên tri, bởi vì nó như là tiểu thuyết ấy. Nhất là trong này lại có cả chuyện bà ấy lại đẹp nữa chứ. Đấy, dùng nhan sắc của mình để bà ấy tấn công thì lại càng hấp dẫn nữa. Cái đại khái câu chuyện thì chúng ta nắm rồi. Thực sự người ta kể cái câu chuyện này là từ thời của quân Assyria, nhưng mà người ta nhắm cái mục đích á, là để nung nấu tinh thần của những con người ngày hôm nay sống trong thời lúc bấy giờ. Thế chuyện kể về một thành của Israel bị một ông tướng Assyria là ông Holofernes, ông ấy chiếm đóng. Thế thì các vị lãnh đạo của thành Israel đó mới họp nhau lại, và rất là buồn cười thế này này, là họ quyết định rằng nếu trong 5 ngày mà Chúa không đến cứu giúp á, thì là họ sẽ dâng luôn cái thành đó cho quân địch. Các vị lãnh đạo rất ư là sáng suốt. Thế thì khi mà nghe người ta nói về quyết định của các nhà lãnh đạo như thế, thì một người phụ nữ lại là một bà quá nhưng rất là đạo đức và đồng thời lại có nhan sắc, bà ấy không chấp nhận được cách giải quyết như vậy. Và từ cái nhìn của đức tin, bà ấy cho rằng đó là cách giải quyết của những người thiếu lòng tin vào Chúa. Thế cho nên bà ấy đã đến gặp gỡ các nhà lãnh đạo đó. Và cuối cùng thì bà ấy cầu nguyện. Cùng với cầu nguyện là bà ấy trang điểm nữa, dùng nhan sắc của mình mà đi đến gặp ông tướng Holofernes. Và cuối cùng ông tướng oai phong là thế mà bị bà ấy chặt đầu như đùa vậy. Và thế là dân Chúa được nhờ. Nội dung chính của câu chuyện là như vậy. Nhưng thật lòng tôi lại sợ thế này, bởi vì câu chuyện nó hấp dẫn quá, cho nên các anh chị cứ đọc, đọc như là đọc chuyện vậy thôi, mà mình không có dừng lại để mình xem là sứ điệp mà cuốn sách muốn gửi gắm cho mình nằm ở đâu, là cái gì. Và kể cả những chi tiết ở trong câu chuyện nữa muốn nói cái gì. Chính vì thế mà cùng với một cái nhìn tổng quát này, tôi chỉ xin các anh chị có một điều thôi, là bây giờ chúng ta phải tập trung vào người phụ nữ có tên là Juditha. Chúng ta tập trung vào người phụ nữ này. Xin lấy sách ở chương thứ 8. Từ câu 1 cho đến câu 8 là phần tiểu sử của bà Juditha. Chúng ta cùng nhau đọc đoạn này. Tôi sẽ thử gợi một vài ý tưởng xem là các anh chị khi đọc có quan tâm đến hay không. Trong những ngày ấy, bà Juditha nghe biết những chuyện đó. Chuyện đó là chuyện gì? Cái chuyện mà định đầu hàng đó. Nếu mà 5 ngày Chúa không đến Chúa cứu. Bà là con gái ông Merari. Ông Merari là con ông Ốc. Ông Ốc là con ông Joseph. Ông Joseph là con ông Uzziên. Ông Uzziên là con ông Kenchiza. Ông Kenchiza là con ông Khanania. Ông Khanania là con ông Gidon. Ông Gidon là con ông Raphaim.
Ông Raphael là con ông Akitub, ông Akitub là con ông Elia, ông Elia là con ông Khenkiza, ông Khenkiza là con ông Eliab, ông Eliab là con ông Nethaen, ông Nethaen là con ông Selumien, ông Selumien là con ông Sarasadai, ông Sarasadai là con ông Israel. Rồi thế đọc cái này thì có để ý gì không? Giống gia phả của Chúa Giêsu hả? Anh nói gia phả là đúng rồi đó, nhưng mà nó giống gia phả Chúa Giêsu không thì tính sau. Mục đích người ta viết bản gia phả này để làm gì? Ngược từ đầu, bà là con gái ông Merari, rồi cứ đi ngược lên và cuối cùng kết thúc ở đâu? Israel. Israel. Mà Israel là ai? Jacob. Đó. Tổ phụ của dân Israel. Tên là Jacob mà cuối cùng đổi thành tên Israel, và có 12 người con cầm đầu 12 chi tộc của Israel. Như vậy đó, mình đọc thoáng qua mình không có để ý, nhưng mục đích của người ta ở đây này, làm cái bản gia phả đi từ bà Juditha mà ngược lên các vị ở trước đó, để chứng minh rằng bà này là dòng dõi tổ phụ Jacob. Cho nên quan trọng lắm. Ở trong thời Lưu Đày và thời sau Lưu Đày, việc chứng minh một người thực sự là hậu duệ của tổ phụ Jacob, tổ phụ Abraham là điều rất quan trọng. Đấy. Người ta có mục đích chứ không phải là không có đâu. Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp nhé. Chồng bà là ông Mơ-na-sê, người cùng chi tộc và gia tộc của bà. Ông đã chết vào mùa gặt lúa mạch. Quả thật, khi ông đang trông coi những người bó lúa ở ngoài đồng thì bị trúng nắng và ngã bệnh liệt giường. Ông chết ở Baitilua là thành của ông. Người ta chôn cất ông bên cạnh tổ tiên tại cánh đồng nằm giữa Đô Tha Im và Ba La Môn. Bà Juditha ở quá đã được 3 năm 4 tháng. Bà làm một căn phòng nhỏ trên sân thượng nhà bà. Bà mặc áo vải thô và áo quá phụ. Bà ăn chay suốt thời gian ở quá, trừ các ngày áp sa bát và các ngày sa bát. Các ngày áp ngày mùng 1 và các ngày mùng 1, cũng như các ngày lễ ngày hội của nhà Israel. Dung mạo bà xinh đẹp, dáng điệu thật duyên dáng. Hơn nữa, ông Mơ-na-sê chồng bà còn để lại cho bà vàng bạc, tôi tớ trai gái, súc vật và ruộng nương. Bà thừa hưởng tất cả tài sản ấy. Không một ai chê trách bà được điều gì, bởi vì bà rất kính sợ Thiên Chúa. Ở đây có một điểm mà các anh chị phải quan tâm, đó là bà ấy là quá phụ. Quá phụ. Ở trong Thánh Kinh hay nói đến các bà quá và ai nữa? Trẻ, trẻ mồ côi, mồ côi quá bụa. Đó là hai thành phần hay được nhắc tới. Lý do làm sao biết không? Xã hội Do Thái là xã hội phụ hệ. Người ta lấy người đàn ông làm chuẩn, người đàn bà là phụ thôi. Cho nên khi mà người đàn bà chồng còn sống đó, rồi có con trai, đó là nương tựa vào người chồng, nương tựa vào đứa con. Thế còn bây giờ mà chồng chết rồi là coi như chả còn nơi nương tựa nào nữa. Cho nên cuộc sống rất là cơ cực.
Chúa Giêsu chứng kiến người ta đang khiêng quan tài một anh thanh niên, và đi sau cỗ quan tài đó là một người mẹ khóc lóc thảm thiết, và Chúa Giêsu chạy lòng thương. Là bởi vì người mẹ này chỉ có nương tựa vào đứa con thôi, mà bây giờ nó chết, không còn nơi nào nương tựa. Thế thì những người quá bụa đó, họ không có nơi nào nương tựa ngoại trừ chính Chúa. Đấy là điểm phải quan tâm. Ngoại trừ chính Chúa. Và những chi tiết mà sách Giuđitha mô tả ở đây này cho thấy người phụ nữ này là một người sống rất mẫu mực nhé. Những chi tiết mà tôi dám bảo đảm các anh chị không có để ý đâu. Chồng bà là ông Mơ-na-xê, người cùng chi tộc và gia tộc của bà. Mình đâu có để ý cái chuyện đó không? Nhưng mà trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ đó, cái việc mà kết hôn với những người trong cùng một dòng tộc là điều quan trọng. Một trong những dấu hiệu của người đạo đức đấy, chứ không có kết hôn với dân ngoại. Thế cho nên chi tiết rất bình thường, chúng ta đọc chúng ta không quan tâm, nhưng chi tiết đó cho thấy bà ấy là người sống rất mẫu mực. Thế rồi kể thêm thế này, bà mặc áo vải thô và áo quá phủ. Áo vải thô, chứ không phải là chồng chết rồi bây giờ là diện kịch liệt. Cái quan điểm thời này có thể khác, nhưng mà quan điểm thời đó đó, mặc áo vải thô, mặc áo quá phụ, rồi ăn chay nhá. Ăn chay. Một điểm nữa mà chúng ta cũng không mấy quan tâm đâu, đó là khi nói đến nhan sắc của người phụ nữ này. Thời buổi bây giờ mình nói nhan sắc là mình chỉ hoàn toàn nghĩ cái chuyện bên ngoài. Số tiền mà người ta tiêu để lo cho nhan sắc của mình xem ra là cũng khá khá đấy. Nhưng mà trong Thánh Kinh á, trong bối cảnh của sách Thánh á, thì khi mà nói đến nhan sắc không chỉ là cái chuyện bên ngoài đâu. Tôi thử lấy một ví dụ coi này. Ở trong sách Thánh rất nhiều lần nói đến các phụ nữ có nhan sắc. Ví dụ như là tổ phụ Gia-cóp mà lấy hai vợ, hai chị em, phải không? Thế thì sách Thánh mô tả là cô Lê-a thì mắt lờ đờ, còn cô Ra-khen thì duyên dáng và có nhan sắc. Đó. Thế thì cái chuyện mà nhan sắc ở đây á, nó không chỉ là cái bề ngoài, mà nhan sắc ở đây còn muốn nói đến sự thánh thiện của tâm hồn. Thành thử ra khi mà nhấn mạnh đến cái nhan sắc của bà Giuđitha, chúng ta không chỉ nên nghĩ đến chuyện ở bên ngoài. Và trong sách Thánh có nhiều bà quá đã đóng một vai trò quan trọng chứ. Giống như là mình học sách bà Rút á, cũng là bà quá vậy. Rồi nếu mà đọc ngược lại sách Sáng Thế đó, cô Tama chẳng hạn. Và cả hai nhân vật này, bà Rút với lại Tama, đều nằm trong gia phả dẫn đến ai? Chúa Giêsu Kitô. Thế mới lạ. Có những chi tiết mà chúng ta ít quan tâm, tôi nhắc thì các anh chị có thể cầm bút để ghi vào đó. Nó là cái cách giúp cho mình đọc sách Thánh mà mình hiểu rõ hơn. Kế tiếp, cũng ở trong chương 8 thôi, bà Giuđitha và các kỳ mục. Bản văn rất là dài, chúng ta không có giờ để mà đọc hết. Nhưng tôi xin các anh chị để ý từ câu 11 cho đến câu 12 thôi. Hai câu thôi.
Các ông đến nhà bà nói với các ông: Thưa các vị thủ lãnh của dân cư ở Baitilua, xin nghe tôi nói đây. Lời các vị nói trước mặt dân hôm nay cũng như lời các vị đã thề giữa Thiên Chúa và các vị đều không phải. Các vị nói là sẽ trao nộp thành cho kẻ thù nếu trong thời gian các vị ấn định Đức Chúa không ngoảnh lại cứu giúp chúng ta. Vậy các vị là ai mà hôm nay dám thử thách Thiên Chúa và chiếm chỗ Thiên Chúa ở giữa con cái loài người? Đấy, nhà mình tưởng tượng đi, một người đàn bà mà là một người đàn bà quá đi, mà xuất hiện ăn nói với những người lãnh đạo của một dân, dạy dỗ cho những ông ấy. Bà ấy phải có nội lực ghê gớm lắm chứ. Bà ấy nói một cái câu rất hay: các vị là ai mà các vị dám đưa ra một thời hạn để ấn định cho Chúa? Nếu trong 5 ngày mà Chúa không cứu giúp thì chúng tôi giao thành cho quân thủ. Chúng ta là ai mà chúng ta dám ấn định cho Chúa phải làm thế này, phải làm thế kia? Nhưng mà đôi khi nghĩ lại đó, cũng có những khi mà mình cầu nguyện là lạy Chúa, nếu mà trong tuần này mà Chúa không gửi cái số tiền đó về để con giảm nợ, đó là coi như xong. Có khi không nói ra miệng ấy, nhưng mà nghĩ trong đầu đó, tuần này mà Chúa không gửi cái số hàng đó về là thôi coi như con bỏ, không có đạo với nghĩa gì cả. Hóa ra là mình ấn định cho Chúa. Như vậy thử hỏi rằng lúc bấy giờ thì chúng ta là Chúa hay Chúa là Chúa? Chúng ta là Chúa và chúng ta biến Chúa thành tôi tớ của mình. Tôi tớ để phục vụ ý muốn của mình, chứ không phải là chúng ta là tôi tớ và đến xin Chúa giúp đỡ. Cho nên cái câu hỏi mà bà ấy đặt ra cho những vị lãnh đạo ở đây này phải là câu hỏi mà chính chúng ta đặt ra cho mình. Có một câu nữa hay lắm ở phía dưới đó. Câu thứ 18: Thật ra trong các thế hệ của chúng ta hay trong ngày hôm nay, không chi tộc hay gia tộc nào, không thị trấn nào hay thành phố nào của chúng ta thấy xuất hiện những kẻ thờ lại các thần do tay người phàm làm ra như đã xảy ra trước kia, khiến cha ông chúng ta đã bị gươm đông và cướp phá. Nhiều người đã ngã gục trước mặt quân thủ. Còn chúng ta không nhận biết một thần nào khác ngoài Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hy vọng người sẽ chẳng khinh thường chúng ta hoặc bất cứ ai trong giống nòi chúng ta. Cái câu này thì nó lại được nhấn mạnh về một mặt khác. Đó là ở chỗ người phụ nữ này nói với các vị lãnh đạo của dân đó, là tại sao chúng ta không đủ tự tin? Mình sống đạo mà tại sao mình lại không có tự tin? Bà ấy nói thẳng, nếu mà so sánh thời đại của chúng ta với những thời đại khác á, thì thời đại của mình đâu có chạy theo thần ngoại đâu, mình đâu có thờ thần ngoại đâu. Thế tại sao mà mình không có tự tin vào chính đời sống đạo của mình, mà đâm sinh ra chán nản, thất vọng, lo sợ như vậy? Cho nên người phụ nữ này phải có một đời sống nội tâm vững mạnh lắm. Tôi đọc đến đây tôi liên tưởng đến một số vị thánh trong lịch sử giáo hội như là Katharina Siena chẳng hạn đó. Lịch sử bảo rằng là bà ấy đâu có học hành gì cao đâu, vậy mà bà ấy đến, bà ấy xin lỗi, bà ấy dạy dỗ cả Đức Giáo Hoàng.
Bà ấy nói với Đức Giáo Hoàng cái lập trường mà Đức Giáo Hoàng phải giữ, phải sống trong cái hoàn cảnh lúc đó. Những người phụ nữ đó là có một đời sống nội tâm rất mạnh. Và nhiều nhà thần bí ở trong lịch sử giáo hội là các phụ nữ: Catarina Siena, Teresa Avila, Teresa Hài Đồng Giê-xu, Teresa Canquita. Những người phụ nữ có một đời sống nội tâm rất mạnh. Cho nên nhìn bên ngoài thì yểu điệu vậy, mà ở đây này, bà ấy đến bà ấy dạy dỗ cho những nhà lãnh đạo của một dân tộc, mà dạy dỗ cả về đời sống đức tin. Rồi tiếp đó nhé, các anh chị để ý xem là bà ấy chuẩn bị cái cuộc chiến để chống lại ông tướng Holofernes như thế nào. Bà ấy có hai cách chuẩn bị, chứ không phải chỉ có một. Thứ nhất là chuẩn bị bằng cầu nguyện. Và khi bà ấy cầu nguyện, mình để ý chương 9 ở câu thứ nhất này. Bà Juditha sấp mặt xuống đất, rắc cho lên đầu, cởi áo vải thô đang mặc tại đền thờ của Thiên Chúa ở Jerusalem. Vào một buổi dâng hương ban chiều, bà Juditha lớn tiếng kêu cầu cùng Đức Chúa. Xem bà ấy cầu nguyện xong, bà ấy sấp mặt xuống đất, một thái độ cầu nguyện. Có lần tôi mới nói với các anh chị là tôi rất tiếc là trong một số nhà thờ của chúng ta bây giờ không còn bàn quỳ nữa. Phải sấp mặt xuống đất, một thái độ thờ lạy, phủ phục trước nhan Chúa. Mình thì cứ nghênh ngao coi Chúa chả ra gì. Cầu nguyện không phải chỉ bằng miệng, mà cầu nguyện với cả con người của mình. Cầu nguyện với cả con người của mình, cầu nguyện với chính thân xác mình. Thân xác mình nó biểu lộ tâm tình cầu nguyện ở bên trong. Không chừng mình lại cầu nguyện giống y như cái anh Pharisêu ở trong dụ ngôn lên thật sát cung thánh, xong rồi ngửa cổ nói với Chúa: Chúa coi tôi đây nè, tuần tôi ăn chay bao nhiêu lần, tôi đóng bao nhiêu tiền cho nhà thờ. Cái thái độ của bà này hay lắm, phủ phục trước nhan Chúa, sấp mặt xuống đất, thái độ hết sức khiêm tốn, rắc cho trên đầu, cầu nguyện với lòng sám hối chứ không phải tự mãn. Rồi bà ấy cầu nguyện vào lúc nào? Sách Thánh kể lại là vào một buổi dâng hương ban chiều. Có nghĩa là bà ấy không cầu nguyện với tư cách một cá nhân, mà bà ấy đưa lời cầu nguyện của mình vào trong lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa. Của cộng đoàn dân Chúa. Ngày hôm nay là chúng ta nói đến triều kích giáo hội ở chỗ này. Những ai mà cứ dùng lập luận tôi giữ đạo tại tâm, tôi đâu cần đến nhà thờ làm gì, cứ giữ đạo tại tâm là được, ăn ngay ở lành là được. Lý luận như vậy là quên mất một điều: khi tôi được rửa tội, tôi trở thành Kitô hữu, là tôi trở nên thành viên của một gia đình là giáo hội. Và vì thế, ngoài những giây phút cầu nguyện riêng tư một mình trong phòng kín, có những lúc tôi đến nhà thờ để cầu nguyện chung với hội thánh, với anh chị em tôi. Một chi tiết rất nhỏ, mục đích của tôi hôm nay chỉ là để ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy đó, để giúp cho các anh chị khi mà đọc sách thánh đó, nếu mà chịu khó đọc chậm chút, quan tâm những chi tiết đó và mình có hiểu biết một chút, thì mình sẽ thấy là nó không chỉ đơn giản là chuyện tiểu thuyết đâu, mà có ý nhắn nhủ mình một điều gì.
Và tất cả lời cầu nguyện của bà ấy ở đây, các anh chị đã đọc rồi, lúc nào có giờ đọc lại thì sẽ thấy nó toát lên một tâm tình tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào Chúa. Sức mạnh của Chúa là trên hết. Cho nên còn không có nương tựa vào sức mạnh thế gian, mà còn nương tựa vào Chúa thôi. Mà bởi vì sức mạnh của Chúa là trên hết, cho nên khi con nương tựa vào Chúa là con chiến thắng. Cả một cái tâm tình phó thác ở trong lời cầu nguyện này. Thế cho nên tôi mới đặt câu hỏi với các anh chị. Nếu bà Juditha mà bà ấy đi vào cuộc chiến với ông tướng Holofernes, trước hết là bằng lời cầu nguyện tha thiết phó thác nơi Chúa, thế thì không biết là trong đời sống đức tin của mình, những lúc mà các anh chị và tôi phải chiến đấu với những cơn cám dỗ, mình có cầu nguyện không? Hay là mình dựa vào sức riêng của mình nhiều hơn? Mà có khi mình dựa vào sức riêng của mình nhiều quá, cho nên nhiều lần mình sa ngã. Và nếu mà mình dựa vào sức của Chúa thì khác. Nhưng mà chưa hết đâu. Chúng ta phải để ý thêm một điều này, tức là sang chương thứ 10 đó, bà ấy chuẩn bị đi vào cuộc chiến trước hết bằng cầu nguyện. Nhưng mà đồng thời sau đó bà ấy còn trang điểm nhan sắc nha. Bà trỗi dậy gọi người nữ tỳ đi xuống nhà, cởi tấm áo vải thô đang mặc, chút bỏ áo bà quá, lấy nước tắm rửa, sức dầu thơm hảo hạng, bới tóc chải đầu, chùm khăn lên, mặc áo sang trọng trước kia bà vẫn mặc khi ông Bernace chồng bà còn sống. Rồi bà đi dép, mang gì? Tôi tưởng là mang kiếm. Thời bây giờ chắc chưa có phải mang kiếm. Rồi đeo xuyến, nhẫn, bông tai, tất cả các đồ trang sức. Và bà trang điểm rất lộng lẫy đến nỗi bất cứ người đàn ông nào cũng phải đưa mắt nhìn. Rồi bà trao cho người nữ tỳ một bầu da đầy rượu, một vò dầu. Bà chất đầy túi da, nào là bột lúa mạch, nào là bánh vải khô, nào là bánh làm bằng bột nguyên chất, bọc tất cả các bình lại rồi đặt lên vai người nữ tỳ. Chuẩn bị bằng cầu nguyện, và ở đây là chuẩn bị bằng trang điểm nhan sắc cho đẹp, cho hấp dẫn. Như vậy thì nó có hai mặt. Một mặt là mình phải cậy trông vào Chúa, phó thác vào Chúa, cầu nguyện hết sức. Và một mặt khác là mình phải làm hết sức. Mình phải làm hết sức. Có những anh chị em ở ngoài công giáo hình như người ta không hiểu hay sao đó. Cho nên là người ta mới bảo, thế thì nếu mà người công giáo mà cầu nguyện như vậy là thôi, là cứ chơi thôi hả? Không phải làm gì hết hả? Chẳng hạn như bây giờ sinh viên sắp đi thi rồi, khấn đức mẹ kịch liệt, xong về nhà chả học gì, bảo đảm là rớt. Bảo đảm là rớt thôi. Chúa với đức mẹ đâu có làm thay cho mình đâu. Một đằng mình phải cầu nguyện hết sức, và một đằng khác mình phải nỗ lực hết sức. Bởi vì ngay cả những gì mà chúng ta tưởng là mình có, như là trí khôn, như là sự thông minh, sự hiểu biết, suy cho cùng cũng là ơn Thiên Chúa ban. Ơn Thiên Chúa ban thôi, chứ đâu phải tự mình mà có, phải không? Cái này tôi nói thật nhé, một cái kinh nghiệm tôi có lúc khi đi học tiếng Pháp mà còn bé. Mình nhớ mãi là ông thầy ông ấy bắt phải học thuộc lòng một cái bài luận dài như thế này bằng tiếng Pháp. Tôi nhớ là tôi chỉ đọc hình như là đến lần thứ ba là tôi đã thuộc từ đầu đến cuối này. Nhưng mà bên cạnh tôi có một anh bạn mà anh học 4 tiếng chưa thuộc. Nhưng mà lúc đấy mình mới thấy nó là cái ơn để trên ban thôi. Chứ người ta chịu khó lắm, người ta học 3-4 tiếng.
Thành thử ra những gì mà mình tưởng là mình có thực sự cũng là ơn Thiên Chúa ban. Có cái gì để mà kiêu căng? Và vì thế mà một đàng mình phải cầu nguyện và phó thác, và một đàng là mình phải làm hết sức của mình, nỗ lực của mình. Chứ còn bây giờ mình bảo cậy trông vào Chúa xong rồi cứ chơi thoải mái thì như vậy là không được. Và một đàng khác thì mình hoàn toàn dựa vào sức mình, không biết đến Chúa là ai cũng không được. Cho nên gương của bà Juditha ở đây rất hay. Còn nhiều điểm chi tiết nữa mà chúng ta không có thời giờ. Và tôi hy vọng là ở trong các nhóm khi các anh chị chia sẻ với nhau thì cũng đã chia sẻ rất nhiều điều mà ta học được nơi nhân vật Juditha này. Thế tuần tới thì mình đọc sách gì vậy? Esther. À, xem là có vẻ âm thịnh dương suy nhỉ? Toàn các phụ nữ cả. Đấy. Thế tuần tới chúng ta đọc sách Esther nhé. Nhé. Con rêu vui.
trọn cuộc sống.